Hello, chào các bạn nha. Chim Việt xin kính chào các bạn và chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Thì hôm nay cái khu vực này các bạn mình thấy có một số chim lạ lạ ở đây, cho nên mình dùng cái tay lưới cũ của mình nè, mình giăng lên xem coi có dính được em chim nào lạ lạ ngộ ngộ mình nuôi không. Nhưng mà thật là bất ngờ các bạn, mình quay lên mình gặp em này. Đó là một con cú mèo các bạn. Cú mèo này còn nhỏ mà nhìn nó thấy ghê quá, giờ lỡ dính thì mình cũng không biết sao nữa, mình không dám đụng vô nó các bạn. Nhưng mà thời giờ thôi mình ráng lấy vẽ mình chùm nó, mà chùm nó mình gỡ xuống rồi mình thả. Bạn thấy nó rất là ghê nè. Mà nó dơ nữa các bạn. Nhìn nó thấy ghê quá mà nó hung dữ nữa. Các bạn nhìn mặt nó nè. Theo mình biết thì cũng có nhiều cái câu lạc bộ nuôi con này các bạn. Mà mình thấy nó ghê quá. Giờ mình gỡ nó đây. Hello các bạn, sau một hồi quấn vẽ mình cũng gỡ nó ra được các bạn. Đây nó nằm trong này các bạn. Chân với móng của nó rất là sắc bén các bạn. Miếng mỏ của nó. Mình thả nó đây. Nhìn mặt mày nó ghê quá. Đây các bạn, nó không chịu buông vẽ ra luôn. Giả chết. Đấy, các bạn thấy móng nó không? Có đi không? Đây xếp. Nó không đi các bạn mà nó còn kênh là mình nữa đó. Theo mình nhìn mình biết chân cẳng cái con này là chim nhỏ các bạn. Nếu như đối với một số người nuôi để mà chơi làm kiểng rồi đó thì em này là nuôi được nè. Đi đi con. Nhưng mà nhìn kỹ nó cũng rất là ngây thơ các bạn. Nó không có bị thương tật gì hết và nó không đi, nó không chịu bay nữa. Đây đây đi. Chắc mình để nó gì luôn các bạn ơi, để đây ở ngoài vườn nè, nó không đi thì nó rồi nó cũng sẽ đi thôi, phải không? Phải không? Cái móng của nó các bạn, móng nó với mỏ nó rất là bén. Rồi mình cũng giăng lưới, lâu lâu mình có tay lưới chim các bạn, lâu lâu mình mới giăng. Mình gặp chim gì đó mình giăng, mình kiếm chim lạ để bắt nuôi chơi, nhưng mà hôm nay dính em này. Có đi không? Thì mình quay gần các bạn ngắm đó nha. Rồi bài các bạn ơi, bài ơi. Bài cũng ở đằng kia kìa. Cũng đang đứng ở dưới đất á.
Thôi tạm biệt các bạn nha. Đi giăng lưới tình cờ bắt dính đây tay lưới của mình các bạn. Bắt dính con chim cú mèo nhỏ. Review các bạn xem chơi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chúc các bạn hạnh phúc, sức khỏe, thành đạt. Mình về đây.